Hello 500 anh em. Thì xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay thì Kẹo đang có mặt tại Thung Lũng nha. Ok. Và thêm một số trang bị mới xuất hiện trong phiên bản OB20 này. Một kill đầu tiên luôn. Đó là hiện tại thì các bạn có thể là sử dụng cái băng đạn đôi luôn, rất là ngon. Băng đạn đôi thì nó hỗ trợ cho anh em thay đạn cực kỳ là nhanh luôn. Và hiện tại thì mình đang trang bị vào cây súng Spart 12. Ok, combo của Kẹo đó là Spart 12 với lại MP40. Thật ra thì đầu trận chứ combo thế này cũng khá là ổn. Ủa, vãi. Ở trên hả? Thế nào ở trên vậy? Thế bây giờ là chúng muốn làm sao? À, kia rồi. Tưởng ai cơ, bình tĩnh nào anh em, bình tĩnh nào anh em. Tí nữa tôi sẽ cho nó lên thớt luôn này. Số nha anh em, chờ Kẹo xíu. Ủa, làm sao? À đủ này. Thật sự là mình đang đứng ở dưới như này thì bắn lên thẳng phía trên rất là khó luôn. Vãi hả? Ủi, vãi. Sợ thế. Rồi nha anh em. Đây các bạn, chờ Kẹo xíu này. Ủi, mình nghe thấy tiếng chân. Vãi cả hàng này. Xong luôn. Thế là xong. Thanh niên rơm rơm này, nghĩ gì mà có thể xây được Kẹo hả? Ok luôn. Và đây các bạn ơi, chúng ta lại có thêm được túi máu. Như vậy thì hiện tại lúc này mình đang có tận 8 túi máu cơ. 8 túi máu thì xài quá là thoải mái luôn. À, thằng nào ở trên đấy nhở? Chờ Kẹo xíu anh em. Bây giờ là chúng ta chuẩn bị lên trên là vả nó luôn nhở. Thì làm sao anh em ơi, anh em thấy nó chưa? À, tưởng gì ở ngay chỗ kia hả? Được rồi nhá, tầm này thì Kẹo tự tin luôn, anh em mới có MP40 cơ mà. Ngại gì nó. Qua đây em ơi. Ủi, xong luôn. Cứ vuốt nhẹ nhàng cái là thôi xong. Một thanh niên lên bảng điểm số. Có gì đâu. Thì Kẹo thấy là phiên bản OB20 này chơi khá là mượt luôn và bắn rất là phê. Ok mọi người, chắc là như này thôi nhỉ. Thì từ cái lúc mà Kẹo tập chơi cái combo súng dị là cái khả năng bắn xuất gun của mình nó cũng lên cao luôn. Cơ bản thì mình toàn chơi một cái cây súng tiểu liên này kết hợp với lại shotgun M1887. À, mọi người, nếu như mà các bạn thấy video của Kẹo hay thì các bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là anh em chia sẻ video giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Tầm này thì lên cổng chơi thôi nào. Hôm nay thì Kẹo chơi game vô cùng là hào hứng. Và anh em thấy không ạ? Đây, mình đang mặc cái bộ trang phục người ta gọi là bộ trang phục siêu nhân luôn. Đây nó là cái bộ trang phục phải nói là xịn sò nhất trong vòng quay chế tác thời điểm hiện tại. Anh em nào mà dích thì có thể là vào quay đá chế tác với lại bản thiết kế đổi ra được cái bộ trang phục này thì chơi game vô cùng là ngầu luôn. À được rồi mọi người ơi, đây chúng ta qua đây. Một cây P90. Rồi nha, thì mình sẽ thay thế cái cây MP40 và chúng ta lấy cây này. Cái này thì anh em có thể lắp được ống ngắm và bắn ở tầm trung, nó cũng khá là ổn. Rồi nha mọi người, 20 người chơi, đầu trận thì nhẹ nhàng mới chỉ có được 3 kill thôi. Mục tiêu của trận đấu này thì vẫn như hàng ngày, tức là kiếm tầm khoảng 10 kill top 1 thôi. Ngay mấy Kẹo cũng chẳng hy vọng gì nhiều. À đủ. Nhưng mà có một điều quan trọng là bây giờ thì kiếm đâu ra người khi mà Kẹo chạy mãi này. Ui, xong lần vỡ đầu. Cái này là nghe theo phản xạ tự nhiên anh em ơi. Tức là anh em ơi, chơi game thì các bạn để ý một xíu bằng cách là anh em đeo tai nghe, các bạn đeo đúng tai trái phải luôn đấy, anh em nghe tiếng chân địch biết liền à. Đó, và pha vừa rồi thì công nhận là có khi mình bắn giống hack map vãi luôn, vừa chạy ra ngoài cái vê súng thằng bé đai. Anh em lại bảo tôi hack thì có mà đúng chết dở luôn. À, rồi nha anh em, 17 người chơi nữa. Vâng, thì với cái combo súng này Kẹo đã khá là tự tin rồi. M1887 kết hợp với P90 phải nói là vô cùng là ngon lành. Nếu như mà kiếm được thêm mấy cái trang bị súng ổn nữa thì quá là VIP luôn. Đây, chúng ta tiếp tục lên đường. 17 người chơi thôi mà, thật sự là cũng không đông lắm đâu. À đủ. Anh thấy chú rồi nhá, đứng lại em ơi, làm sao. À đủ, đứng lại. Đứng lại em ơi, ủi vãi. Làm sao mà có thể hạ gục anh được, chú tuổi gì.
Đây, tầm này thì kẹo cứ lên nóc nhà kể đã. Bắn căng phết đừng đùa này. À, và mình không biết là trong phiên bản OB20 này thì game Free Fire có giảm sát thương của cái cây súng shotgun M1887 không? Bởi vì là hiện tại thì cây súng này đang quá là bá đạo luôn. Nếu mà không giảm sát thương thì đây nó cũng là một cái sự giống kiểu như là không công bằng với những anh em fan Tiểu Liên. Bởi vì là kẹo thấy anh em phàn nàn rất là nhiều, bảo là ui mấy cái thằng chơi shotgun M1887 vừa rút Tiểu Liên ra chưa kịp bắn đã sanh mộ. Đấy, thì đấy là lời tâm sự của các anh em. Thì tôi cũng chia sẻ với anh em là như này. Đó, tức là cây shotgun M1887 này bắn nó khá là mạnh. Và mình nghĩ là trong thời gian sắp tới, để phản hồi cho cái phản ứng của game thủ ấy, thì bên Ghana Free Fire chắc là sẽ sớm fix cái lượng sát thương từ cây súng shotgun M1887 thôi. Bởi vì là để như này không ổn. Cây shotgun M1887 nó quá là bá đạo luôn. Rồi nha, tầm này thì lên phía trên cái nào. Và anh em ơi, anh em nào mà máu chó thì anh em cứ kết hợp combo súng XM8 gì ta anh em, XM8 quái thú với lại cây shotgun M1887 thì quá bá đạo luôn nhở. Ui vãi, làm sao tưởng có băng kem mà anh sợ à? Đủ, tưởng anh sợ chú cả. Có giỏi lên đây nào. Ui làm sao à? Đủ, làm sao đùa nhau à? Rồi nha anh em ơi, anh em chờ kẹo xíu này. Vãi hàng. Đây, quần máu cái đã. Bình tĩnh thôi. Ui, xuống đây. Này, xuống đây em ơi. Vâng, và khi shotgun M1887 kết hợp với P90 thì nó là combo như kiểu là combo hảo hảo luôn anh em ạ. Đấy, chơi game nó cứ phải là giống pro player như vậy luôn. Ok, thì 6 kill. Không hề khó khăn một chút nào cả. Khi mà hiện tại thì kẹo sử dụng P90 thanh lịch tăng 2 lần tốc độ bắn luôn. Anh em thấy đã không ạ? Ủa vãi, nó chết rồi mà nó vẫn đang còn gài mìn luôn. Thế này thì đúng là thâm thật anh em ấy. Lâu lâu kiểu gặp mấy thằng cho nó chơi thâm vãi mình cũng sợ luôn. Ok, và hiện tại thì đây, tranh thủ ăn cái nấm 3 củ kiếm thêm một xíu FP đi. Rồi nha, chúng ta có 100 FP. Kiếm người thôi mọi người. Đây, không biết là tất cả anh em đã like video cho kẹo chưa nhỉ? Bạn nào mà chưa nhấn nút like thì có thể là nhấn nút like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhá. Giúp mình có động lực làm thêm những cái video chất lượng hơn nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. 8 người chơi nữa thôi mà. Anh em ơi, hóng thôi nào. Tiếp tục solo với cái bộ trang phục siêu nhân này thì tha hồ mà đi săn mạng luôn. Đấy, không phải nói phét. À, trước mặt là Thính á. Bình tĩnh thôi, từ từ giờ tôi cũng lên tôi lượm Thính mà lo gì. Ủa uầy. Xe anh em ạ. Thì ra thì nó là một chiếc xe monster truck thôi cũng được. Có xe thì anh em có thể là đi cán người. Dễ cực luôn. Tôi thề với anh em là con monster truck này bánh nó to, xe nó to, anh em cán người cực dễ luôn. Đây rồi, đây mới là Thính này. Thính này thì chúng ta có thêm 3 trái bông keo, ngon. Đây phải gọi là đúng thứ mình đang cần luôn. Ngon là anh em ơi, let's go thế nào. 7 người chơi nữa hả? Ok, tầm này thì xem đi kiếm người thôi. Nào, có ai dưới này không? Hiện tại thì kẹo vẫn chưa thấy ai cả này. Hóng thôi anh em ơi. Xem thằng nào láo nháo pháo xe là cho chúng nó lên bảng điểm số luôn, đừng đùa. Đây rồi. Thấy rồi nhá. Thằng nào kia. Vào nhà nhanh còn kịp kìa. Ui, cố lút xác cơ. Vãi cả hàng thanh niên, cố lút xác cơ. À, hầu gái à. Rồi anh em bình tĩnh. Đây, tôi đứng ra ngoài cái. Làm gì phải căng với nhau. Nhảy lên cái thùng rác kia thì không nhảy được. Và chắc là dựng bóng keo thì cũng vô ích thôi. Đây. Rồi nha bọn này. Thằng này, làm sao? Mày làm sao? Ui, cái gì đấy hả em ơi? Cái gì đấy hả? Này, thế là sao? Ngon lành 7 kill luôn anh em ạ. Không hiểu sao thanh niên này chơi kiểu gì chứ. Chơi kiểu này thì đúng là lên bảng đếm số luôn, chẳng đùa. Rồi mọi người đây. Đó, và kẹo tranh thủ lậm xác cái thì không có gì cả. Ok anh em, sửa giáp. Và giáp mới tinh luôn. Tầm này thì kẹo có những cái trang bị vô cùng là xịn sò. Anh em, đây, kể xem nào, chúng ta có đó là mũ 3 này, giáp chống nổ này, với lại thì ba lô Liver 3 thoải mái đựng đồ nữa. À, 6 thằng nữa thôi.
Tầm này thì cứ đi xe lên thẳng cổng trời nào. Các bạn thì trước mặt là ngay một cái vùng UAV, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là có thanh niên nào hay không. Hỏng thôi anh em ơi, chuẩn bị có thêm mạng rồi. À đi rồi, ủa đây, thằng nào đây đấy? Thằng nào đây đấy hả? À, nó gần đây thôi. Chú đang ở đâu? Có phải là trong này không nhở? À thế rồi, mày làm sao? Chạy đâu Hải ơi? Ủa ơi, vẫn chạy được luôn này. Đứng lại em ơi, làm gì đấy hả? Đâu để mình coi xem nào. Này, cho chú ăn no lựu đạn luôn nhá. À đủ, ok luôn anh em. Xem nó chạy nổi không. Ủa ơi, gì đây? À thằng bé vẫn đang an toàn ở trên cả. Thế đi kinh rồi. Thế đi kinh rồi, ok ok. Này, một viên này, thêm viên nữa. Thêm viên nữa các bạn, lên bản điểm số luôn nhá. Hóng thôi anh em. Nào, đến đây em ơi. Thằng bé đang yếu máu rồi. Nó sợ mình chắc luôn này, xong luôn. Hai viên shotgun M1887, một thanh niên thăng thiên. Và như vậy thì chúng ta đã có được 8 kill trong suốt trận đấu này rồi. Ok, còn hai mạng nữa. Sẽ cố gắng kiếm tầm khoảng 10 kill top 1 luôn cho nó gấu. Anh em, hóng xem nhá. Khi mà sĩ kẹo mặc cái bộ trang phục siêu nhân này thì sĩ kẹo cân hết luôn anh em ơi đấy. Rồi nhá, thôi chém gió các bạn xíu nhở. Ủa ơi, vãi hàng, thằng nào cắn trộm vậy? Vãi. Rất là may luôn là mình đã nhanh tay dựng ô keo, không thì có lẽ là đã thăng thiên rồi. À ngay trong kia. Làm sao có giỏi ra đây em ơi. Anh xem chú chạy đâu nhá. Ủa ơi, đứng canh anh luôn cả. Đứng canh cả, đứng canh này. Mày ra đây, mày ra đây này. Ủa ơi, nghĩ gì, nghĩ gì. Một viên nữa thôi anh em. Một viên nữa và lên bảng điểm số thế thôi. Ok này. Và tầm này thì kẹo có tận 900 bóng keo cơ anh em, thì ngon không. 9 kill rồi, còn lại hai thằng cuối. Yes. Được rồi, hiện tại thì máu mình full luôn anh em ơi. Trang phục thì vô cùng xịn sò. À đủ. Thằng nào ở đây? Này, nói trước cho chú là chú chuẩn bị là có slot thứ 10 nhá. Này, lên bảng luôn này. Giỡn chơi với anh đấy à? Ok, ngon luôn. 10 kill rồi. Tầm này thì cơ hội chiến thắng của chúng ta là 50-50. Và cái vấn đề chính là tìm thanh niên cuối cùng thôi các bạn ơi. Và anh em thấy không ạ? Đây là bo đang thu lại rồi nhá. Đó, vòng bo này thu lại sẽ cực kỳ là nhỏ. Và kia, thấy rồi nhá. Tưởng đâu cơ thì ra thanh niên cuối cùng ở ngay phía trước mặt kia. Thế thì cứ xuống mà vả nó luôn, lo gì anh em nhở. Đây đây đây, từ từ anh em chờ kẹo xíu này. Kẹo xuống vả nó luôn đây. Chưa hết là quấn phun máu cái đã. Mình chạy trên dốc xuống thì nó mất có một xíu máu thôi. Ủa vãi, vãi. Sao trông nó ngu ngu mà bắn cũng kinh phết luôn. Anh em đừng đùa nhá. Trông nó ngu ngu thế thôi, hay lại gặp mấy thằng giả mod thì vãi cả trưởng. Ăn đi rồi, này. Này, xong. Yes, ngon lành. 11 kill top 1 luôn. Bo nha. Tuần này thì kẹo sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại anh em sau nha. Bye bye. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho sĩ kẹo nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.